Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay đã quay lại kênh của mình, thì hôm nay mình sẽ làm một video quay lại khung cảnh biển bãi cháy Hạ Long để chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem cái này nhé. Chúc ông bà cô chú anh chị và các bạn xem video trên kênh của mình thật nhiều vui vẻ, luôn luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Ông bà cô chú anh chị và các bạn xem video trên kênh của mình thì nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và bật vào biểu tượng của cái chuông để nhận được những thông báo khi có video sớm nhất trên kênh của mình cái này nhé. Và hôm nay thì mình đang có mặt trên biển Hạ Long và mình đang trên đường di chuyển đến khu vực bãi cháy đường Hùng Thắng ở phía sau khu A La Cạc. Hôm nay để quay lại khung cảnh biển vào buổi chiều, hàng vạn người đổ về đây để tắm biển và tham gia sự kiện Carnival Hạ Long vào buổi tối hôm nay cái này nhé. Mình sẽ di chuyển đến khu vực bãi biển đông đúc nhất hôm nay để chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem. Đây là khung cảnh ở phía trước. Mình đang di chuyển giữa khu vực đường Hùng Thắng, đi ở hai bên là hai tòa nhà Intercom và A La Carte, là một trong những trung tâm thương mại sầm uất nhất ở biển bãi cháy cả nhà nhé. Ngoài A La Carte ra còn có Citadin, cũng là khách sạn sầm uất nhất ở khu vực Hạ Long. Đây là tất cả các xe ô tô, xe máy của người dân đang di chuyển qua khu vực bãi biển, rất là đông đúc luôn cả nhà. Còn đây là phía trước của bãi biển Intercom, khu vực đang chuẩn bị thi công lát biển cả nhà nhé. Các thiếu nữ xinh đẹp đang tập trung check-in và tắm biển, tạo cho mình những bức ảnh thật đẹp khi đến nơi đây. Thì mình xuống biển thì mình sẽ quay lại khung cảnh ở phía bên dưới để chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem cái này nhé. Thì mình mời cả nhà cùng dõi theo video của mình hôm nay cái này nhé. Mình vừa quay đi vừa quay thì nó bị rung lắc, thì cả nhà xem thấy bị rung lắc thì cả nhà thông cảm cho mình cái này nhé. Mời cả nhà cùng xem và nghe nhạc vui vẻ. Thank you.
là khung cảnh bãi biển vào ban đêm. Hàng triệu người tập trung về phía bờ biển hướng ra sân khấu biểu diễn đêm nay, tổ chức sự kiện hoành tráng nhất. Đó là sự kiện Carnival Hạ Long với sự tham gia của nhiều diễn viên và đoàn bánh pháo hoa drone trình diễn trên biển Hạ Long. Đêm hôm nay cả nhà nhé. Phía trước là khu vực trình diễn. Rồi mình mời cả nhà cùng dõi theo video của mình hôm nay cả nhà nhé. Cảm ơn ông bà cô chú chị và các bạn luôn đồng hành và ủng hộ video trên kênh của mình. Và bây giờ thì mình xin phép tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong các video mới tiếp theo trên kênh của mình cả nhà nhé. Bye bye cả nhà.